Rolex luôn là biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế. Và mẫu Rolex Datejust 36126234 mặc số đen không phải là ngoại lệ. Với thiết kế mang đậm dấu ấn thương hiệu và những tính năng ưu việt, đây là chiếc đồng hồ lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Đồng hồ Rolex gây ấn tượng với mặt số màu đen thanh lịch, tạo sự tương phản hoàn hảo với các cọc số dạ quang. Những cọc số này được phủ chất liệu phát quang Tourmaline, giúp người dùng dễ dàng xem giờ trong điều kiện thiếu sáng. Với mặt số màu đen với hiệu ứng tia mặt trời, tạo ra một sự phản chiếu ánh sáng đầy tinh tế và độc đáo. Sự thành thạo trong kỹ năng chải giúp tạo nên các rãnh hướng từ trung tâm đồng hồ ra bên ngoài, mang đến một vẻ đẹp hài hòa và cuốn hút. Ánh sáng khuếch tán đồng đều dọc theo từng bản khắc, tạo ra những sắc thái huyền ảo, tinh tế, thay đổi theo từng chuyển động của cổ tay. Ngoài ra, cổ máy thời gian này còn sở hữu bộ vỏ Oyster nổi tiếng của Rolex với chất liệu thép không gỉ, siêu bền, giúp bảo vệ chiếc đồng hồ khỏi các tác động bên ngoài và chống ăn mòn tốt. Đây là yếu tố mang lại độ bền vượt trội cùng với vẻ sáng bóng lâu dài cho sản phẩm. Bộ máy Caliber 3235, một trong những dòng máy tiên tiến nhất của Rolex, mang lại độ chính xác cao và khả năng dự trữ năng lượng lên tới 70 giờ. Kỳ lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.